Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị tấn công tới tấp, anh Tô mách ăn tổng. Ông Tô đã biết sợ rồi phải không? Vào ngày 1 tháng 8, trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài báo mang tựa đề "Hãy cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam". Nội dung bài báo viết thì không có gì nhiều, tuy nhiên một số lượng chữ thì rất nhiều nên khiến khá nhiều khán giả ngao ngán khi đọc những bài báo như vậy. Chủ yếu là họ chối bỏ những cái sai mà xã hội đã thật tình phản ánh lên. Trang tin của Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói chính thức của Đảng. Những thông tin trên trang chắc chắn là thông tin được duyệt bởi ông Tổng, bởi nó là bộ mặt của Đảng. Lần này, ông Tô Lâm được một trang đại diện tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bình vực nó có giá trị hơn hàng trăm tờ báo khác, mặc dù trang này chẳng mấy khi có người xem. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vụ hộ chiếu mới, ông Tô Lâm đang bị dư luận chỉ trích rất nặng nề, trong đó có các quốc gia ở châu Âu và người dân, những người mà đang sở hữu tấm hộ chiếu mới này tại những nước như vậy và họ chuẩn bị sang những nước đó. Nếu không có trang của Đảng đứng ra bênh vực thì không biết chừng một vài tờ báo lớn nhận tiền của đối thủ chính trị sẽ tấn công ông Tô Lâm, thì xem như ông Tô Lâm hết đường lỡ được. Ngành công an cũng có tờ báo Công an Nhân dân, nhiều bạn đọc hơn trang thông tin điện tử của báo Đảng Cộng sản. Ông Tô Lâm cho đăng bài bênh vực ông trước sự tấn công của dư luận trên báo này, thì điều đó có nghĩa là những tờ báo phổ thông không được phép chạm vào ông ta. Bởi 800 tờ báo Đảng đều phải nhìn trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam mà viết sao cho không bị sai phạm, không bị trái ý của Đảng. Khi ông Tô Lâm mách ông Tổng Bí Thư để ông Tổng Bí Thư che chở thì điều đó có nghĩa là ông Tô Lâm đang đuối sức trước dư luận khắp nơi. Bởi ông Tô Lâm chính là cánh tay đắc lực nên ông Tổng Bí Thư dường như mới ra tay để cứu, còn dùng ông này về sau. Như tờ Thời báo .d đã đưa tin, ông Tô Lâm rất giỏi trấn áp, bắt bớ nhưng lại rất dở trong việc đấu trí trên chính trường. Tai nạn tấm hộ chiếu chỉ là một sai sót nhỏ, nếu ông Tô Lâm cho hiệu chỉnh sớm thì giờ này đã không to chuyện đến thế và các nước trên thế giới không phản ứng một cách dữ dội và cương quyết như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm được trang điện tử của báo Đảng bênh vực dù ông sai trong vụ hộ chiếu mới của Việt Nam. Vẫn cách quen thuộc, vẫn chụp mũ những ý kiến góp ý chân thực để đe che đậy sự thật không thể chối cãi được. Ví như đánh thẳng vào việc rằng hộ chiếu Việt Nam thuộc hàng tủi thân trên thế giới, rồi là thứ hạng hộ chiếu Việt Nam bị coi là thấp, thể hiện qua năng lực di chuyển nhập cảnh thuộc hạng thấp so với các nước khác. Rồi thì quyền lực của hộ chiếu thể hiện quyền lực của dân tộc. Rồi trong khi các nước khác đang ngày càng tăng khả năng ký kết các thỏa thuận miễn thị thực cho công dân của họ, thì chính phủ Việt Nam đã không có năng lực tạo tiến bộ trong lĩnh vực này. Rồi thì được vu là luận điệu xuyên tạc. Trong khi đó ai đọc lên đều thấy đấy là những thông tin xác đáng, trung thực và truyền thông quốc tế cũng như truyền thông tự do luôn miêu tả những điều đó. Và báo Đảng chỉ là một trong vô vàn những tờ báo như vậy. Một số góp ý rất thiện chí với những bài như làm cách nào để nâng quyền lực của hộ chiếu Việt Nam hoặc là để cải thiện hình ảnh hộ chiếu Việt Nam, rồi thì liệu chính phủ có làm được gì hay không, rồi bị quy chụp là lập lờ đánh lận con đèn. Thực ra Đảng luôn giật mình với những tin như vậy. Và những đánh giá nghiêm túc và nhẹ nhàng không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam chịu lắng nghe, mà ngược lại họ còn quay ra chụp mũ người góp ý hoặc chê bai những trang khác là phản động, là có ý đồ. Sai phạm họ đã quá rõ, không thể phủ nhận được. Điều đáng nói là vai trò người đứng đầu chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cần phải chịu. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị luôn cố chống đến cùng, mà Thời báo .d đã ví von là ông ta húc đầu vào đá để cảnh báo ông dừng lại mà ông ta vẫn không chịu dừng, tiếp tục sai chồng sai. Đây là hình ảnh sản phẩm tệ hại của ông Tô Lâm gây phiền toái cho người dân. Hiện nay, ông Tô Lâm đang bí không biết giải quyết khó khăn này như thế nào. Sự chủ quan đầy tiếng kiêu ngạo của ông, tướng Võ Biển, đã dẫn Tô Lâm đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ông Tô Lâm dường như đã thông báo và bách ông Tổng Bí Thư, tưởng đâu là hay nhưng thực tế là rất dở. Bởi Đảng đã nói báo chí nhà nước nghe chứ tờ Thời báo .d và các tờ báo trên thế giới chẳng bao giờ nghe cả. Bởi Đảng nói thì những đảng viên nghe theo nhưng các đại sứ quán các nước không nghe. Vậy nên dù có mách ông Tổng
thì cái sai của ông Tô Lâm vẫn bị đem ra tiếp tục mổ xẻ và thậm chí càng mổ xẻ kỹ hơn nữa. Ông Tô Lâm nên biết sợ và từ bỏ đi những luận điệu để che đậy cho sự sai phạm của mình. Bởi làm chính trị là biết nhu, biết cường đúng lúc. Nếu lúc nào cũng cường thì đầu ông Tô Lâm chịu không nổi độ cứng của đá. Chắc chắn là như thế. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ba tòa đại sứ quán tại Hà Nội đồng loạt đình chỉ cấp visa cho hộ chiếu mới của Việt Nam. Sau khi đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo hôm 27 tháng 7 năm 2022 về việc tạm đình chỉ cấp visa cho hộ chiếu phổ thông mới của Việt Nam, thì hôm 1 tháng 8 ngay sau đó, đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội cũng công bố thông tin tạm dừng cấp visa cho những hộ chiếu mới này. Việc này không xảy ra đồng loạt mà lần lượt mỗi ngày một lần ở mỗi nước. Đây là hình ảnh nội dung được phía Tây Ban Nha đưa ra trên trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao, được chia sẻ như sau. Thông báo quan trọng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các cơ quan Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam có bìa màu xanh tím than. Trên mẫu mới này không thể hiện thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực Schengen. Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha cùng phối hợp với các nước thuộc khối khác trong khối Schengen đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp visa thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh được danh tính của người xin thị thực. Trước tình hình này, người xin thị thực Schengen cần lưu ý những điều sau. Cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen chưa đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới. Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam có bìa màu xanh lá, có thể hiện nơi sinh vẫn còn hạn thì vẫn được tiếp nhận và xử lý bình thường. Những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên khác trong khối Schengen nên liên lạc với đại sứ quán của các nước đó để xác nhận thông tin có liên quan, tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen. Chúng tôi rất tiếc vì những bất tiện này nằm ngoài ý muốn của đại sứ quán và chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời thông tin về các diễn biến tiếp theo. Và như vậy là Đức khai pháo, Tây Ban Nha tiếp lời, nay lại đến Séc. Hiệu ứng domino bắt đầu đổ vào Bộ Công an Việt Nam. Đây là hình ảnh chiều ngày 2 tháng 8 trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam đưa ra công bố trên. Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 không hề đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số iCount. Vì vậy, Cộng hòa Séc đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu và dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới. Quyết định này có hiệu lực ngay từ thời điểm này. Hộ chiếu và vấn đề người Việt Nam nhập cư trái phép hoặc trốn ở lại cũng đang là vấn đề được châu Âu rất quan tâm vì nơi sinh của họ gắn liền với điều đó. Đây là hình ảnh người Việt Nam nhập cư trái phép chết trên xe tải đông lạnh tại Anh. Dù không một cơ quan ngoại giao nước nào công khai nói họ e ngại hộ chiếu của Việt Nam, các thông tin trên mạng xã hội mà chúng tôi ghi nhận được mô tả bức tranh thường xảy ra ở các cửa khẩu châu Âu, Anh, Mỹ là người mang hộ chiếu Việt Nam kể cả khi có visa thường bị rà soát kỹ hơn nhiều nước khác. Như một công dân châu Âu có tên họ Việt gần đây nói rằng khi vào phi trường Heathrow vào tháng 6 vừa qua, người ta phải mất đến 30 phút để tra rà soát họ tên mình vì trong máy tính có trên 50 người thuộc diện bị biên phòng Anh coi là từng nhập cư bất hợp pháp và bỏ trốn có tên họ khá giống. Tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào hồi tháng 10 năm 2019 cũng có bài nói làm cách nào để nâng quyền lực hộ chiếu Việt Nam. Báo trích một chuyên gia cho rằng khi nhìn hộ chiếu Việt Nam trên thế giới có nhiều vấn đề tồn đọng khi người Việt Nam du lịch ra nước ngoài. Trong đó có hai điểm tiêu cực chủ yếu là vi phạm pháp luật ở nước sở tại và sử dụng giấy tờ không hợp lệ hoặc bị làm giả. Dư luận cho rằng đây là sai lầm của Cục xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về việc giải trình trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vụ việc đang ngày một lan rộng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này tại châu Âu
đối với Việt Nam.